chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Các bạn, chúng ta lúc này sẽ là ngày thi đấu thứ 28 của VBA giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2023. Trận derby thủ đô thứ hai trong mùa giải giữa Thăng Long Warriors và Hà Nội Buffalo. Vâng, một trận đấu ra đội bóng của thủ đô. Tuy nhiên ở những trận tiếp đón các thủ Buffalo trên sân nhà của mình, Warriors thường không có được kết quả tốt. Khác về mặt phong độ thì hiện tại có vẻ như đội bóng huấn luyện Eric Rashad người có phong độ tốt hơn. Thế mạnh 3 trận thắng liên tiếp trong thời gian vừa qua. Đó thì Warriors sau 3 trận thua, đó có thất bại trước chính Buffalo, đó đã trở lại quan trọng trước Warriors để cải thiện tinh thần thi đấu của mình. Cùng chờ đợi xem đội sức này sẽ đi tới đâu. Trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về các thủ Hà Nội Buffalo. Hôm nay các thủ Hà Nội Buffalo trong trang phục áo trắng quần trắng và bảo vệ bóng rổ phía bên phải. Đội hình khổng lồ này đã từng giúp họ giành chiến thắng trước Sài Gòn Heat cũng như Hồ Chí Minh City Wings. Anthony January giữ điểm tốt bằng tay trái của January, điểm số đầu tiên trong trận derby thủ đô hôm nay. Trận đấu vào ngày 11 tháng 7. Điểm của Osakwe và vừa có thêm 2 điểm cho Buffalo. Thủ thành Justin Young. Justin Young đã tìm đến được John Fields và có thêm 2 điểm nữa. Trong đó có trận thắng trước chính Thăng Long Warriors tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Phòng ngự tốt tới từ Đinh Tiến Công. Đinh Tiến Công! 2 điểm dành cho Tiến Công. Đây là lý do tại sao huấn luyện viên Eric Rashad điền tên anh vào đội hình xuất phát lần đầu tiên trong trận đấu này. Xin loại lần đầu tiên trong mùa giải năm nay. Trận đấu diễn ra với một tốc độ rất cao. Không thể ngăn chặn được đường truyền tới John Fields và một cú úp rổ thương hiệu của cầu thủ lão tướng năm nay đã hơn 30 tuổi. Chưa có điểm cho ngoại binh của Buffalo. Trung trường đưa bóng cho John Fields. Đó là John Fields. Điểm số thứ 8 từ đầu trận của John Fields. Cầu thủ đang có những đóng góp rất rõ ràng cho Warriors. Cầu thủ biên cho Hà Nội Buffalo. January lấy được rebound và có được điểm số. Osakwe đường truyền tốt. Đinh Tiến Công. 2 điểm tiếp theo, tỷ số được cân bằng với 5 đều. Đinh Thanh Tâm không có 3 điểm cho Tâm Đình nhưng vẫn còn cơ hội. Osakwe. January thêm 2 điểm cho đội khách, tỷ số được cân bằng 18 đều. John Fields, John Fields đã bị double team. Nhưng khi sự chú ý được đổ dồn vào John Fields thì cũng có nghĩa là có khoảng trống cho đồng đội. Đặng Thái Hưng đem về điểm số thứ 25 cho Warriors. Nhưng không phải trận nào họ cũng ném hiệu quả. Osakwe, 2 điểm đầu tiên của Osakwe trong game đấu ngày hôm nay. Ta có thể thấy được Sammy Swain rất đang chăm chú theo dõi các đội thi đấu ở bên ngoài sân. Rất đáng tiếc. Và đội tác giả rất hay và có điểm cho Tiến Dương và Lê Hiếu Thành. Vẫn không thành công. Một trận đấu rất khó khăn với pha dứt điểm từ xa của hai đội. Vẫn còn cơ hội. Đó là 2 điểm cho Nguyễn Tuấn Anh bên phía Warriors. Vũ Việt Hoàng đi tiến công. Đi đến cho Sao Quê. Tiến Dương với một cú ném từ xa. Cú ném chính xác từ góc 0 độ. Lúc này thì Trần Minh Hiếu đã rời sân. Góc 0 độ, cú ném xa. Cú ném chính xác của Lê Hiếu Thành. Cú ném 3 điểm thành công đầu tiên của các cầu thủ Thăng Long Warriors trong trận đấu này. Phản công 3-1, Anthony January đối đầu với Trương Hoàng Trung, cổ hên huân cho Anthony January. Điểm số thứ 34 cho Hà Nội Buffalo. Osakwe, bóng không đi vào rổ, vẫn còn cơ hội. Sau cùng thì cũng có 2 điểm cho Osakwe. Và thêm một phản công cho Buffalo. Bóng lên tay của số 44. Cơ hội cho Tiến Dương. Và điểm số cho Tiến Dương. Tiến Dương đang thi đấu rất hay ở trong hiệp đấu thứ hai. Osakwe đưa bóng cho Tiến Dương. Ở góc không độ, Đinh Tiến Công. 3 điểm tiếp theo dành cho Buffalo. Đội khách đang thi đấu quá hưng phấn tại nhà thi đấu Tây Hồ. Thăng Long không ghi điểm cho đội bóng của mình. Osakwe. Và dứt điểm từ trung bình chuẩn xác, thêm 2 điểm cho Osakwe. Hoàn toàn có thể chuyền cho đồng đội để triển khai tấn công tốt hơn. Và bây giờ là cơ hội để có cầu Thăng Long Warriors có thể xuống hàng cách biệt. Lúc này thì Tiến Công đã có cho mình điểm số thứ 10. Đây là một trong 5 cầu thủ trên sân có được từ 10 điểm trở lên.
phản công nhanh và tiến công điểm số thứ 12 dành cho Anh. Ngay khi rút Anthony January, Hoàng Long, Lê Hiếu Thanh ở góc không độ, 3 điểm cho Warriors. 3 điểm rất quan trọng cho tinh thần thi đấu của đội chủ nhà. Bóng trở lại tay của Warriors, Trương Hoàng Trung. Trung Trương, Lê Hiếu Thanh ở góc không độ, 3 điểm, quả 3 điểm thứ 3 từ đầu trận của Hiếu Thành. Việt Hoàng, Sanuri không phải đối đầu với John Fields nhưng vẫn rất khó, sau cùng thì cũng đã có 2 điểm. 2 điểm rất quan trọng với Buffaloes, giảm bớt sự hưng phấn của cầu thủ Warriors. Thêm một cơ hội tâm đỉnh, Sanuri. Có lẽ John Fields cần phải trở lại sân. Tốc độ trận đấu đang được đẩy cao. Đây là Trương Hoàng Trung với một cú ném xa. Cú ném xa chuẩn xác của Trương Hoàng Trung. Và bây giờ là cơ hội phản công cho các cầu thủ Thăng Long Warriors. Góc không độ. Lần này thì Hiếu Thanh đã bị chăm sóc kỹ càng hơn. Nhưng vẫn có khoảng trống cho Trương Hoàng Trung. Hai cú ném xa thì không liên tiếp. Và giờ cái biệt chỉ còn là một điểm mà thôi. One point game. Huy Hoàng không thành công. Vẫn còn và 2 điểm dễ dàng cho ngoại binh bên phía Buffaloes. Cách là 3 điểm. Zanuri. Huy Hoàng. Bóng bóng đến vị trí của Đinh Thanh Tâm. 3 điểm đầu tiên trong trận của Tâm Đỉnh. Cũng như những nhận định trước đó. Osakwe. Tâm Đỉnh. Vẫn là Tâm Đỉnh. 2 điểm. Điểm số tiếp theo cho Đinh Thanh Tâm. Đầu thứ tư thành công với Tâm Đỉnh. John Fields, 2 điểm dễ dàng cho John Fields. Lê Hiếu Thanh có 3 điểm hay không? Không thành công. John Fields, 2 điểm và N1 cho John Fields. Khoảnh khắc tỏa sáng đến từ ngoại binh bên phía Warriors. Rất thuận lợi cho Hiếu Thanh để ghi điểm. Và bù rổ của John Fields, thêm 2 điểm cho John Fields. Vẫn còn rất nhiều với Warriors. Thái Quang, Lê Hiếu Thanh. Hiếu Thành đã có được 3 quả 3 điểm rồi. Tiếp tục thành công. Các quả sáng cần thiết của Hiếu Thành rất quan trọng. 3 điểm có thể tạo ra bước ngoặt cho trận đấu ngày hôm nay. Chuyển tới tay của Tiến Dương. Tiến Dương đột phá. January dứt điểm trước mặt của John Fields. Ngôi sao có thể tỏa sáng ở những thời khắc rất quan trọng. Và January đã chứng minh điều đó. Hiếu Thành đang có bóng. Đưa bóng đến Justin Young. Justin Young quyết định đột phá vào trong. John Fields, 2 điểm rất quan trọng của John Fields. Thái Quang đưa bóng cho Trung Trương. John Fields, vẫn là John Fields. Rất hay, thêm 2 điểm cho John Fields. John Fields, các cầu thủ Buffaloes thủ không quá sát và để cho John Fields dễ dàng ghi 2 điểm. Họ sẽ tiếp tục phạm lỗi. Rất dễ hiểu cho hành động của Trương Hoàng Trung. Một cái ôm thân mật và Trương Hoàng Trung dính lỗi cá nhân thứ 5. Có vẻ như đó mới chỉ là lỗi cá nhân thứ 4 của Trung Trương. January chuẩn xác thêm 1 điểm. 82-78 cho đội khách. Thằng Long Warriors không thành công trong việc ghi điểm. Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc với họ. Thái Quang còn 7 giây. Không được phép phạm lỗi. Trương Hoàng Trung. Bây giờ cầu thủ Warriors muốn có một cú ném xa không chính xác và đó cũng là cú ném cuối cùng của trận đấu này. Một trận đấu mà Thăng Long Warriors đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp chỗ trống của môn Hòa Bình, nhưng họ đã không thể giành thắng lợi trước Hà Nội Buffaloes. Một trận đấu mà Buffaloes đã bứt tốc từ hiệp thi đấu thứ 2 và bất chấp một chút chuệch choạc ở hiệp 3 thì họ vẫn giữ được sự tỉnh táo ở những phút cuối cùng, ở những thời khắc quan trọng nhất để đi tới chiến thắng chung cuộc. Đây đã là chiến thắng thứ 7 trong mùa giải này dành cho cầu thủ Hà Nội Buffaloes.